Cái thời tận thế này á là nó rất là từ bề trên á, đi những cái dáng cờ rất là gọi là rất là tỉ mỉ, rất là sáng suốt. Mục đích cuối cùng trời Phật không có muốn nước nào bị chết hết, cả cái nước ác cũng cha cũng không có muốn để được chết, và cả cái nước mà hiền cũng không có nên tổn thất nhiều. Nhưng mà vì có những người lì lợm cứng đầu quá, giống như nước Việt, những người người ta có một số rất là ít người, vài trăm người lãnh đạo thôi, họ rất là tham, họ cố giữ cái quyền lực để mà họ lấy tiền để mà cho nhiều á, để chuyển qua Mỹ á, rồi tính tương lai riêng cho gia đình họ, họ không có tính cho nước Việt nữa. Thì từ đó là gọi là cộng nghiệp chung. Cộng nghiệp chung thì bề trên mới cho những cái khó khăn hơn, giống như kinh tế. Những năm ngoái thì đen thêm, rồi đã khổ thì giờ khổ thêm, đói thì sẽ chết đói thêm, bệnh tật thêm, cái gì thêm chút chút, tức là những cái để mà cho để cho họ biết được là chúng ta có tính, có khôn, có mưu mô, có gì đi nữa, thì cũng bề trên cũng sẽ hơn chúng ta. Nhưng mà cái này Kiệt đã nói 5 năm, nhưng mà nước Việt mình một số rất là đông người vẫn không có chịu hiểu và không có chịu nghe lời, cho nên dẫn nước càng ngày càng đen. Thì Kiệt đã nói mấy clip hồi tuần rồi, mấy cũ rồi, hôm nay lên đây ngồi ngó ngó chơi giao duyên với mấy đệ tử ở xa, chứ năm qua năm con rồng này nè là năm rất là khổ. Nhiều người sẽ bị chết đói. Đói thì nó đã đang đói rồi, ở bên dãy Gaza với Do Thái, những cái gì mà Kiệt tiên tri trên này đều trúng hết. Nhưng mà khi mà ở trên bài trên nói chuyện cho Kiệt nghe đó, Kiệt lên đây Kiệt nói lại rồi lên trên máy phim này á, là đi toàn cầu thì nạn chết đói cũng đã xảy ra ở bên bên Do Thái với tụi rồi. Nhưng mà nó còn ở bên nước ở châu mình sẽ còn tiếp tục khổ nữa. Thì quý vị thấy bây giờ những cái hiện tượng, những cái kinh tế nước Việt càng ngày càng đen tối, đen rồi đen thêm á, chứ không phải là đen dừa đâu. Đen đến khi nào mấy lãnh đạo, mấy ông lãnh đạo chỉ có 200 ông thôi, mấy ông phải sực tỉnh là có ông trời và có con ông trời ngày nào cũng lên đây nói để mà nhắc nhở mình, mà tại sao mình không nghe, để đến khi mà mình đột tử thì mình hầu cái thần hồn mình không có than trách. Thật sự thì rất là tận tâm tận lực để mà lo cho nước Việt. Nhưng mà có một số người người khi họ cố tình không hiểu hay là họ lơ không biết không? Đó, thì biết có một số. Nên quá trời Thiên Ngọc Loan, Trần Tấn, Liên Nguyễn, chào chào hết. Hạnh Lê, Kiều Ngân, Phương Lưu, Võ Thiên, Võ Hải. Thiên hữu tài, một ký gạo gần bằng một đô á. Ở bên giờ ký gạo gần bằng đô á, thiên hữu tài nói. Hay là không có tiền thì sao mua được gạo? Thiên Ngọc Yến, nhờ từ clip đầu tiên con biết cha mẹ Phật Thánh Thiên mới đến sự tu tập. Chỉ có ngồi thiền đọc kinh thôi, đó là thuốc nhiệm màu.
Thiên tinh hỷ sư phụ cứu giùm vợ tôi đau nhức. Wow, đi bác sĩ không hết. Lấy lên liệu bàn thờ lại sám hối. Tại vì tất cả bệnh đau trong người đều là do nghiệp. Thì mình lại từ lại đi. Cứ dập đầu lại, lại từ từ thì về trên cảm động thì mình hết bệnh. Nguyễn Mỹ cho chú muốn lên đó là đào lên thì làm sao, nhưng không biết đường lên đó. Bấm Google đánh chữ Thiên Long Sơn. Ôi, này làng Hương làng là Hán. Với năm 24 có một loại tiền mới dùng chung cho thế giới là tiền gì? Đâu có đâu. Chỉ có tiền vàng mã thì bên kia thế giới xài chung thôi. Tiền của Mao Trạch Đông với tiền của ông Washington đâu có xài chung được. Con Thiên cảm ơn, đang ở Brazil, con ước gặp sư phụ trên đất mẹ. Trần cảm ơn. Sắp sửa đến thầy xuất hiện là về liền. Nãy giờ lo setup này mệt, không có nghĩ gì nói, quý vị cứ đánh comment lâu lâu này ngồi chơi cũng được, nó cũng nói nhiều rồi. Nãy giờ có nhiều thôi mà làm cả mấy tiếng hồ mới được ra màn hình này á, thấy mấy cái này chơi chơi chứ mà không phải là chơi đâu, cũng khó đó. Thiên Ngọc Loan, Đức Thầy bây giờ có ai nấu cơm cho Thầy ăn không? Có ai giúp Thầy giặt quần áo không? Con thương Thầy quá. Con mong Thầy xuất hiện sớm. Thầy ở bên Hy Mã Lạp Sơn ạ. Đang ngồi thiền mà đâu có cần cơm cũng đâu có cần, đâu có dơ đồ đâu giặt. Nên con khỏi phải lo nha con. Oh,
Tôm cu tê con là Vũ Thiêu, nhưng giờ muốn đổi tên Thiên Kim có được không sư phụ, hay phải là Thiên Thiêu? Thiên Thiêu đi, chứ mình tên Thiêu mà mình đổi Kim chi. Thiên Châu sư phụ ơi, khi nào thôi vậy? Em sắp sửa rồi đó con, Biển Đông sắp dậy sóng rồi đó. Thiên Tú sư phụ ơi, thế hệ trẻ ngoài tu tập dưỡng tâm tính thì phải học gì để mai sau giúp cho đất nước vậy ạ? Học tiếng Anh, chỉ có học tiếng Anh thôi, thì cái đó là khi mình học tiếng Anh đó là hữu hiệu nhất. Chứ mà lấy lên mạng học cũng được, ở nhà học học tiếng Anh. Thiên Nhân Hiền, con chờ sư phụ, mong các mong sư phụ về Việt Nam. Sư phụ giờ cũng già rồi, bài Kính Thiên làm có phần nữa. Trứng rồng hiện giờ đang ngồi đây cũng là cái trứng nè, lăn lăn chưa có nở. Bữa hổm bà trên kêu tuyên bố thì mình cứ tuyên bố. Thiên nói việc này cũng như con cờ thôi nha quý vị. Cha kêu lặn chốt, này lặn chốt. Cha kêu chốt qua sông thì chốt qua sông. Cha kêu chốt đi lên thì chốt đi lên. Cha kêu đi ngang thì đi ngang. Cho nên việc này không có cái làm cái gì mà tự ý. Tất cả là lệnh của bề trên kêu thì việc làm thôi. Còn ngày giờ mà đi về Việt Nam á, thật sự Kiệt chỉ biết là trong khoảng năm tới, nhưng mà nó không có ngày giờ, cũng không có ngày, cũng chẳng có tháng. Tại vì cơ trời đi á, là Kiệt đã từng nói nhiều nhiều clip rồi, nó 80% thôi, 20% là hội đồng chư Phật với cha là người cuối cùng quyết định, chứ không phải là mình muốn làm gì mình làm, hay là mình nói cái gì là có. Tại vì cơ trời đi rất là mầu nhiệm, nhưng mà cái á, mà Kiệt bảo đảm 1 triệu trên 1 tỷ%, 1 triệu trên 1 tỷ, đó là năm cái ác sẽ đi. Thì, cái thể chế vô thần cộng sản, thứ nhất là Trung Cộng, nghe Cuba, Việt Nam sẽ đi xuống như là thầy Thế Nịch. Đó là một cái ác. Cái ác thứ hai, những nhà độc tài trên thế giới. Ác thứ ba là những chùm khăn khủng bố. Bây giờ chùm khăn khủng bố cũng là xong, độc tài là nghe nữa là cũng là xong. Ác thứ tư là những thế lực giàu có, thế lực ngầm, đều đi hết 5-6 cái ác. Thì hôm nay tất cả 4 cái ác đi rồi, chỉ còn có Trung Cộng là cái cuối cùng. Mà cái đó đó là cái chính của là cái trục của thế giới này. Khi mà đồng minh mà hắn trục á, trục kia chọi với đồng minh đúng không? Chẳng trình ông nói thì trục bắt buộc phải thua, tại vì trục chỉ là đồ máy bay với quả tỷ đó, toàn là đồ giấy, đồ vàng mã, đánh sẽ không bao giờ lại Mỹ. Mỹ nó biết nó đánh thắng, nhưng mà Mỹ nó không đánh, nó để cho nước Tàu Trung Cộng ở phía trong đói khổ từ nổi loạn, chứ đánh sưng mặt sưng mày rồi ở trong nó đoàn kết thêm nữa. Cho nên không phải cái trận chiến là phải xảy ra, là vì Trung Cộng phải đánh ở cái thế phải đánh để giữ cái đoàn kết trong nội bộ, mà Mỹ nó nói mày đánh không đánh mày cũng thua. Còn Việt Nam mình coi như bỏ, không có tính, là chiếc xuồng con đi sao xà lan á. Chuyện mấy năm năm nay thì khi mà cả thế giới này ngã thì Việt Nam làm gì đứng nổi đâu quý vị. Những nhà lãnh đạo ít có ai, Kiệt Dũng chỉ ít nha, chứ không phải là nói hết nha, ít có ai mà yêu nước lắm. Họ chỉ yêu cái túi tiền của cá nhân của mọi với gia đình họ thôi, với phe phái. Họ đã bán cái nước Việt Nam cho Trung Cộng lâu lắm rồi, không phải mới bán đây đâu. Cho nên nước mình không có tự chủ,
mình tự do trong sự kèm kẹp của phương Bắc. Hôm nay Kiệt Lân Kiệt đọc comment đấy, Kiệt không có nói hỏi là đồ tài lung tung lâu giống như giao duyên quý vị á, là trên mạng livestream á, là để quý vị hỏi. Con Nguyễn Thị Kiều, con Thiên Thị Kiều ước một mẹ được sư phụ xoa đầu, con như mấy anh chị ở gần bên sư phụ. Con ở tỉnh nào vậy? Mong sư phụ về Sài Gòn. Con tên Thiên Nghe, mong sư phụ nhắc đến tên con dùng một lần. Trời ơi, Nguyễn Thị Phương Nghe, Nguyễn Thị Phương Nghe là Thiên Nghe. Làm gì con phải ước dữ vậy? Dễ mà đâu có gì đâu. Nếu mấy con thích sư phụ lên đây livestream ngoài, không có quay ngoài nữa. Tại vì thường cuối tuần á, đa đông người về núi, thì sẵn nói chuyện là công, hai chuyện là để cái điện thoại quay luôn. Còn mình quay cái này á, thì nó cũng tốn công, mà cũng mất mấy tiếng ở đây. Rồi ngày mai ra ngoài núi cũng quay nữa, thì nó 2-3 clip rồi. Tại vì nửa cuộc đời á, mà cha giao còn lại á, cha đã giao cái phần đạo, thì nó đã gieo cái đạo xuống thế gian này rồi. Còn nửa phần còn lại á, là do đời, mặt đời. Thì mà lâu nay cho nên 1-2 năm nay ít có nói chuyện đạo nhiều quá không. Tại vì mình làm gì ra cái đó, lúc nào đi thì đi, lúc nào chạy chạy, lúc nào cái gì nó ra cái đó. Cho nên lâu nay cũng ít có nói chuyện đạo nhiều lắm. Nhưng mà ai muốn hỏi đạo, muốn hỏi đời, muốn hỏi gì thì cứ có cái duyên bữa nay nè, cứ comment lên hỏi. Lê Thị Thảo Lệ, 5 năm 6 tháng cửa hàng chừng nào kết thúc? Là năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết bên đao quy cổ diệt kim, với mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con người đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, cũng bị sáo xào canh khuya gà gái máu đào mới yên. Tức là mèo là hiện giờ là năm mèo, qua năm tới là năm rồng, là chỉnh ghê phải không? Rồng rắn là chỉnh ghê, rừng ghê. Nhưng mà riêng nước Việt mình á, nó được ngoại lệ là vì Đức Thầy á, Ngài đã phong nước Việt lại rồi. Mấy vị Phật đã phong nước Việt lại, bảo vệ nước Việt không có bị khổ, đủ loại khổ hết, không có giống như những nước quốc gia khác. Đó là nước Việt được cái ưu điểm đó. Thanh Trúc, dịch hô hấp ở Trung Quốc có lan qua Việt Nam không thưa chú? Hồi lúc mà dịch Vũ Hán nó năm 2019 thì Trung Quốc nó rộ lên, thì chú là người Việt Nam, tại bản thân phàm của cái kiếp này là người Việt Nam, thì lúc đó chú khám cha rồi nói chuyện thẳng với mấy vị luôn, xin cho đừng có lan qua Việt Nam. Mà trong khi bên nước Việt Nam á, người Trung Cộng á, họ tràn qua nước Việt Nam 7-8 cửa khẩu. Mà quý vị nhìn coi, cái số lượng người chết rất là ít, công lao của Việt rất là lớn là năm lúc đó. Chứ không thôi nước Việt là chết hàng thứ nhì trên thế giới, tại vì nó lây dễ lắm. Vậy mà trời Phật làm sao, ai mà theo dấu thiên tâm á, người đó thời đó sẽ không có bị Covid. Mà hôm nay cũng vậy nha, ai đeo dấu này á, sẽ tránh được nhiều cái nạn lắm. Tại vì cái dấu này là dấu của thời Phật Di Lạc, Kiệt là Di Lạc truyền thừa, sư phụ Kiệt là Di Lạc thứ thiệt á. Đệ tử phải đi trước, đúng không? Phải alo alo, cầm cái lo alo alo đi trước.
Phương Nguyễn, có phải cô bé Tương Lam là bạn? Không phải. Hồi xưa nhớ như ý còn hơn vậy đó. Ở thời Đại Mạt Pháp này, những vị tiên trên trời á, họ xuống hoặc là những vị mà đã từng tu rồi á, thì đầu thai vô đứa bé thì nó khôn hơn người thường thôi. Tại vì cái A Lại Gia Thức á, nó ấy chứ không phải, đừng có nói quá, không có đúng. Quá mất công thiên nào đính bé tội nghiệp. Con tên là Thiên Thệ Cảm Nhung, con ở Bến Tre, con mong được gặp sư phụ trong mơ một lần. Cái bánh kiệt này thuộc dạng chiết thanh chứ khác hơn người thường. Người thường chỉ có một cái hồn khò khò, mơ với mộng, yêu với đương. Còn ban đêm á thì cái chân linh của chị nó đi nhiều người lắm, nó đi về núi Cấm có để họp hành với mấy vị mà trong cái cõi vô hình ở bên Việt Nam, rồi đi những cái nơi nào mà ai ai có duyên có cảm ứng với mình á, chiếc chiếc đủ đủ dạng người hết. Minh Hương, con Thiên Minh Hương, sư phụ ơi, tóc ở chùa Ba Vàng dậy sóng. Cái đó rồi mấy cái mánh mùng của Trung Cộng nó làm gì đó, cho nên Ba Vàng Ba Chúc mấy mấy ông thầy quốc danh đâu có đủ cái lực mà để mà Phật về đó mà. Còn mình phải có chánh kiến cho nhìn là biết. Mình về thời đại này cả Xá Lợi cũng vậy, cả đá cẩm thạch Trung Cộng nó cũng nấu ra được. Xá Lợi đổ chất thuốc gì vô rồi đổ vô cái xác người đốt ra cũng ra Xá Lợi, coi cho kỹ. Cho nên mấy cái này mình phải có chánh kiến nha con. Mà bây giờ mà Phật làm ra những cái hiện tượng như vậy để làm chi? Phật đã xuất hiện rồi, con của cha đã xuất hiện rồi, Đức Thầy cũng đã xuất hiện rồi sắp, nhưng mà chưa có ra mặt trên truyền thông. Những người nào mà trên truyền thông xưng là Đức Thầy là người đó là giả đó nha quý vị. Chứ Sư Phụ Kiệt chưa bao giờ lên truyền thông nói câu nào. Chỉ có nói chuyện với Kiệt thôi. Còn bây giờ có Phật có ra đi nữa, thời nay là thời Phật Di Lặc, Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên mấy cọng tóc mà nhảy nhảy coi chừng để cộng điện nè, để cái gì 500 gì nhúng nhích nhúng nhích, nhiều mưu mẹo lắm. Thiên lực, sư phụ ơi, tên con một lần. Sư phụ kêu là nè thiên lực, những đứa nào mà hôm nay comment á là sư phụ vẽ lên trên cái chán, trên cái hình, trên comment luôn á. Tại vì nó có cái thần giao cách cảm. Quy có siêu đồ, sư định qua siêu đồ gia duyên không? Hồi đã giao duyên trên thế giới là 5 tháng năm nay. Đến lúc này sư phụ phải nhập thất để mà, tại vì lâu nay chị bệnh nhiều người quá. Bảy dòng hồ quang á, nó vẫn còn, nhưng mà cha với mẹ thì mấy chư Phật đó, mấy vị thần đó khuyên là giữ gìn sức khỏe, phải ngồi nhập thất, phải ngồi thiền để cho phân nửa, tức là phân nửa cái nhiệm vụ á, chưa có xong, chỉ mới có phân nửa nhiệm vụ thôi là gieo cái đạo xuống thôi. Còn phân nửa nhiệm vụ á, là sau này phải lo cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, cơm no áo ấm, và đón tiếp một Phật Di Lặc sẽ xuất hiện ở nước Việt. Đó là chuyện kế tiếp, nó rất là quan trọng. Cho nên ít sẽ ít có đi đâu lắm. Mà bây giờ á đã lên tới đây 5 năm rồi, hôm nay chui về cái phòng này lại cũng lâu ngày cũng không có vô chỗ này ngồi. Thì tuy là có rất là nhiều mấy ông rồng hộ thể, mấy vị thiên tướng hộ thể, nhưng mà về mặt hữu hình chúng ta, mình cũng phải tự lo cái xác phàm. Tại vì thiên ma nó có thể nhập vô tâm bất cứ người nào để mà làm hại xác phàm á.
Cho nên ở đây ở chỗ chắc ăn. Ở đây quay phim gì chắc ăn hay hơn. Này mấy đệ tử hồi ngày bữa lễ. Hào mới hỏi ông Trump có bị, ông Trump là thiên tướng mà. Ông Trump ông ra đang gì chánh nghĩa, ông làm tổng thống mà không có lãnh lương. Ông làm việc cho thượng đế mà, dễ gì ai hại ông được. Trên thế gian này chưa có tổng thống nào mà te tưa bị ăn hiếp và bị xài luật rừng đó. Mỹ này xài luật rừng nhiều hơn là ở Việt Nam nữa. Amazon đúng không? Mỹ. Thì chỉ có mình ổng là te tưa như tàu lá chuối. Bây giờ bởi vì Thiên Tướng Kiệt lên mạng 5 năm cũng bị chửi te tưa như cái nồi dẻ rách. Nhưng mà nhìn lại ông tướng Trump mình cũng thấy phần an ủi á nghe. Cho nên mỗi lần nhìn cái hình hai người chụp chung á mình cũng thấy an ủi. Ông còn bị thê thảm hơn tôi nữa. Thiên Diễm Trinh, đúng là từ khi con theo Thiên Tâm, con nghe các thầy Quốc Danh giảng gì đó, con thật sự chịu không nổi. Buồn cho Phật tử cà gù cà gặp, khi đã là họ Thiên thật sự khó bị bởi những ông thầy đó. Thời nay những như thầy vừa coi có pháp và so với Atula không à. Thì ngày xưa đã thời với Phật với cội Bồ Đề lúc mà Phật thành đạo, sau thời mạt pháp họ sẽ cho mà con mà cháu mà chắc của họ đó mặc áo vàng để mà phá cái đạo của chúng ta. Thì họ Thiên chúng ta hôm nay á, cũng đọc lại Lăng Nghiêm, cũng lập cũng ra lời những Phật dạy, nhưng mà mình biết được cái nguồn gốc của mình, cái chân linh của mình là Thượng Đế ban, còn cái chân thần mình là mẹ Phật mẫu ban. Rồi mình học thêm Phật, tức là mình thêm cánh và mình phải có chánh kiến tự đốt đuốc đi tạo thiên tâm là vậy. Thì nó chuyện đại giao cũng kinh đó đã được hội đồng chư Phật diệt Roa thì gán đọc và cách ngồi thiền để mà giữ cho cái tâm không có bị loạn và vượt qua mọi cái khó khăn đời sống hàng ngày. Thì có chỉ đó bắt ấn tam muội không ngồi thẳng cái lưng, hít thở nhẹ nhàng mỗi ngày làm chuyện tín và quán chiếu, nhìn lấy mắt thứ ba nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn rúng. Thì mình cứ thế mà làm thì bao nhiêu chuyện khổ, bao nhiêu chuyện buồn bực nó cũng sẽ từ từ nó qua, để mà chờ Thiên Tướng Kiệt, chờ một cái ngày là Hội Long Hoa, Hội Anh Tài, 6 triệu chim hiền sẽ về Việt Nam, bắt buộc phải về là gì? Cơ trời đi hàng nghìn năm rồi. Lúc đó cha với hội đồng chư Phật đó đã sắp xếp rất là tỉ mỉ để cho tất cả con cháu rồng tiên đi lưu lạc khắp năm châu. Thì hôm nay chúng ta có một cái lực lượng hơn 6 triệu người nha, chất xám thông minh tài giỏi. Thì sau này tất cả những người hải ngoại và quốc nội nắm tay với nhau, ôm chặt với nhau, Bắc Trung Nam ôm với nhau để mà đoàn kết, để mà xây dựng lên một nước Việt đổ nát, không có hận thù, không có chiến tranh nữa, và lấy ân báo oán. Có nghĩa là những đảng viên tới họ làm sai nhưng mà thật sự cơ trời đi là họ cũng sẵn nghiệp. Còn người nào đã làm ác với dân á thì thôi mình cứ để cho bề trên trị họ, mình đứng trị tội họ làm gì. Dù sao con cháu họ cũng qua ra nước ngoài rất là nhiều. Nếu như vậy thì nó cứ hận thù chồng chéo lẫn nhau hoài sao? Một cách rất là công bằng thì bác họ đóng thuế cá nhân thôi. Thì mình lấy hết đó để mình làm giống như phát lương hàng tháng ở Mỹ thì gọi là welfare, thì để cho những người nghèo thoát nghèo, rồi cho những cái thẻ bảo hiểm để mình không có bị chết ở ngoài cửa nhà thương. Rồi trong học đường thì mình miễn phí tất cả. Chính phủ sẽ có thể mượn tiền quốc tế để mà làm mấy chuyện đó. Thì từ đó khi mình no ấm gia đình đàng hoàng thì từ đó mình mới sinh ra cái lễ nghĩa, thì dân tộc của mình từ đó
nó sẽ hiền hòa trở lại, hiếu hạnh trở lại, rồi nó mới ra những nhân tài từ đó. Chứ giờ những nhân tài mà vì gia đình đói khổ quá, tối ngày cứ đi làm cái công việc đúng làm thì mình làm không được, tại vì làm công việc thấp hèn, bò chạy hồ hay là shipper thì nó có tiền liền, nhưng mà nó lại không có đúng nghề. Cho nên sau này cái quốc gia nó có rất là nhiều cần những cái người, mình thể nói nha, cần có thể là cần những con ông cháu cha luôn á, nó về nó giúp người ta, tại nước Việt bao la lớn rộng, thì từ đó dân tộc mình không có còn chia rẽ nữa. Tuy là cha làm sai, ông nội làm sai, tin Hồ Chí Minh, tin Đảng, nhưng mà đến đời con nó qua Mỹ chừng 2-3 năm là nó rõ rồi, nó rõ gì đúng gì sai, thì từ đó nó sẽ lấy công chuộc tội. Chứ còn ở đó mà mình cứ đi giết nhau, mình bắt ta ở tù học cải tạo, cũng giống như thời trước 75 bắt mấy bác Việt Nam Cộng Hòa học cải tạo, thì nếu mà cứ làm như vậy hoài thì cái đất nước mình chẳng lẽ có gì có một chút tiền đó, đấu đá lẫn nhau hoài, không có đáng. Đối với chuyện không có đáng, nhìn chuyện lớn đừng nhìn chuyện nhỏ. Phạm Thủy Tiên, con chùa tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày có sao không chú? Hàng ngày thì tốt, nhưng mà con tụng nhiều á, sợ bỏ thằng chồng con nó nằm chùa eo á, cũng tội nghiệp đó. Tại vì khi mà đọc Lăng Nghiêm nhiều á, thần lực mình mạnh, và mình có cái chánh khí, mình không có mê dục, thì con phải canh nghe, con đọc chừng từng hai lần cũng được. Bữa nào bị ô uế thì đừng đọc, nhưng mà ngày trước khi đọc phải chà răng cho sạch, đọc mỗi ngày càng tốt. Mấy đứa đệ tử họ Thiên ở đây đọc mỗi ngày mà, còn mấy ông thầy giờ này mấy ông đâu có đọc, tại mấy ông đọc mấy ông sẽ bị mất đi cái quyền lợi của ông, tức là không không có còn ham sắc nữa, tại cho nên nó không thèm đọc.